Trung xin chào quý cô bác anh chị nhau và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại là Trung đang lên trên nhà của em Quỳnh. Buổi sáng ngày hôm nay Trung lên trên nhà của em Quỳnh để báo một tin cực vui cho gia đình nhà em. Ngày hôm qua Trung nhận được 500 đô của cô Tuyết ở Mỹ với số tiền là 11.600.000. Và cô Tuyết có gửi cho Trung riêng là 5 triệu để gửi cho gia đình nhà em Quỳnh. Chút nữa thì Trung lên báo tin vui cho gia đình nhà em, cũng như là lên để gửi lại số tiền 5 triệu của cô Tuyết cho gia đình nhà em Quỳnh. Và tổng đến thời điểm hiện tại Trung nhận được tiền của các cô bác mạnh thường quân giúp đỡ gia đình nhà em Quỳnh là với số tiền 44.600.000 rồi. Lần 1 là của cô Tuyết ở bên Mỹ là gửi cho là 22 triệu. Lần 2 là của cô giáo tên ở bên Mỹ gửi cho Trung là 11 triệu. Và lần 3 là ngày hôm qua cô Tuyết tiếp tục gửi cho Trung 500 đô với số tiền là 11.600.000, tổng là 44.600.000 rồi. Rất là vui cho gia đình nhà em Quỳnh. Hiện tại thì trời ở trên này rất là lạnh, bởi vì là tối qua không khí lạnh vừa mới tràn về. Cũng rất là may là không khí lạnh khô, cho nên là trời chỉ có lạnh và chỉ có gió thôi. Chứ không khí lạnh ẩm thì trời rất là lạnh, mà trời mưa thì nếu mà trời mưa thì trên nhà của em Quỳnh thì đi rất là vất vả, đường rất là trơn. Thì Trung cũng vừa mới gọi điện cho em Quỳnh rồi. Em Quỳnh buổi sáng ngày hôm nay được con em ấy xuống dưới điểm trường. Bây giờ thì em Quỳnh cũng đang trên đường về rồi. Chút nữa thì Trung ngồi xe cùng với em Quỳnh đi về nhà em Quỳnh luôn. Ở trên này thì bà con cũng đang làm nương này. Ở đây thì bà con chuẩn bị trà ngô rồi. Với lại trồng khoai, trồng sắn. Ở đây thì đất rất là rộng. Vừa lại em Quỳnh cũng đang lên rồi. Chúng nghe thấy tiếng xe bên dưới này rồi. Ở trên này trời rất là gió đây. Càng lên cao thì trời càng gió to. Đấy. Ở dưới nhà Trung thì tối hôm qua trời còn có mưa. Thì ở trên này thì ở đây không mưa. Đấy, em Quỳnh ở trước mặt đây. Em đây cũng vừa mới về. Anh chào em nhá. Em vừa đưa con đi học về à? Đấy, trời mẹ lạnh tiếp rồi đấy. Thế mặc áo ấm cho con chưa? Cũng may là hôm nay là trời không mưa. Nếu mà trời mưa thì đi lại con đường này chắc là không đi được rồi, là phải đi bộ rồi. Cho anh đi cùng với nhá. Xe của anh đi, để ở dưới kia thôi. Xe ga thì đi đường này rất là khó. Vâng. Bây giờ thì Trung cùng với em Quỳnh đến trên nhà của em Quỳnh. Đấy, đi đến nhà của em Quỳnh. Em đấy thì quen rồi, nếu mà ai mà lần đầu tiên đang đi thì không có thể là đi được con đường này. Chúng thật sự là quá khâm phục với lại nghị lực của em Quỳnh. Tay của em ấy như vậy mà em ấy vẫn đi được con đường khó khăn như này. Đường ở đây cũng bé nhỉ em Quỳnh nhỉ? Bé. Đúng vừa có xe đi. Em bé đi cùng mẹ lên nương ấy. Bạn nào cũng đi được cho anh xuống nhá. Nhà em có đường ở bên dưới này không?
Ở phía dưới này nhà em không có đường à? Ở đây mùa này chủ yếu là trồng sắn với trồng ngô nhỉ? Chứ ở đây không có nước thì làm ruộng mấy? Trên này em làm ruộng. Làm một vụ mùa mưa sắp tới này đúng không? Càng lên cao thì gió càng to. Ở đây mọi người trồng luôn nương không? Em quên. Đây không trồng à? Cái xưa cũng trồng nhưng mà lớn lên kia được ít nhưng mà không trồng nữa. Đường này là chủ yếu là đưa con đi học thôi nhở, chứ chuyển vật liệu với lại chở gì nặng thì chắc lấy đường này cũng được. Đúng rồi. Đường này so với đường trên kia nó mà chuyển thì đường nào gần hơn? Đường trên kia gần hơn. Đường trên kia gần hơn đường này à? Vâng. Đường bê tông ở đấy đổ ấy. Quá bé nhỉ? Chỗ này chắc được tầm khoảng 25-30 phân. Đấy. Đi xe máy chứ nếu mà đi bộ lên đến nhà em chắc phải mất tầm khoảng 30 phút đến 40 phút đấy. Phần đấy đấy phải đi nhanh ấy, nếu mà đi chậm thì phải mất tầm 1 tiếng. 1 tiếng thì cũng không cần 1 tiếng. Ừ. 50 phút thì đấy, 50 phút thì cũng 1 tiếng thì cũng gần nhau. Ai đấy? Quỳnh. Làng à. Ở trên kia là mọi người đang trang ngô, đang làm gì kia? Đang trồng ngô. À, đang trồng ngô à? Anh em nhà em ấy là ở bên dưới kia họ lên làm. Thế là hôm nay nhà chị dâu trồng. À, nhà chị dâu à? Toàn cái ụt nha. Đường này là ít ngứa phải phát qua đi. Đấy, đi lại cho dễ. Chứ không là mỗi lần đưa con đi học là trời ngứa dính phải những cái cây bụi rậm kia ngứa lắm. Sửa thì làm sao sửa từ đường này, mới trận mưa đến lại hỏng, bây giờ chủ yếu phát đi cho quang thôi. Vợ con đi giúp không hay là vợ ở nhà? Đi giúp chị trồng ngô. À, vợ đi giúp chị trồng ngô à? Nhà em còn chưa trồng nữa. Nhà em vẫn chưa trồng ngô xong à? Đường nhà chị dâu đây ạ? Vâng. Thế vợ ở trên này được không? Ở trên này. Đứng ở đây nào, anh lên trên này chút. Đứng ở đây, anh lên trên này đi bộ lên. Vâng. Ở tận tít dưới kia lên. Đường đi rất là xa. Chào chào chú nhá. Anh đi qua đường này được mà. Cả nhà mình đang trồng ngô à? À. Và
Trời này là thuận lợi để trồng ngô rồi. Vừa mới mưa xong mà. Vâng. Vâng, cố gắng chú ạ. Sống ở đâu thì quen ở đó thôi. Vừa rồi là trời cũng vừa mới mưa, chứ cái đợt Tết đấy là hạn hán hơn một tháng thì trang ôi không có thể mọc nổi. Và trời này là sắp mưa đấy. Ngày hôm qua thì vừa mới nắng này, buổi sáng ngày hôm nay thì lạnh rồi. Vợ của em Quỳnh cũng đi giúp đi à? Thế con đâu? Con ở đấy à? Đấy, nhà của em Quỳnh sắp chuẩn bị có nhà mới rồi nhá. Buổi sáng ngày hôm nay lên báo tin vui cho gia đình thôi. Và có cô Quỳnh lại tiếp tục gửi cho gia đình thêm 5 triệu nữa. Chúng nữa sẽ bàn giao cho em Quỳnh. Đây con của ai đây? Đây cũng con Quỳnh đây này. Ui dồi ôi. 2 tháng là mẹ bỏ đi đấy à? Này. Nó tha. Ôi mặc cái này không lạnh à? Em mặc thêm áo cho nó đi. Sáng đi cùng ông đấy. Ui dồi ôi, rơi rồi. Đây bánh này. Đấy. Thành nhiều lắm, bánh nhiều lắm. Chia nhau nhá. Đây. Đấy. Em ơi, đi về nhà lấy cái áo cho nó đi. Không để như này được đâu. Đến lúc mà ốm ra đi viện là khổ lắm. Để ông đi tìm cho nó. Anh mặc hẳn 2 cái áo này còn lạnh thế này. Cái đứa này mặc như này này, nổi hết da gà còn đâu nữa. Đây này. Đấy. Mặc thêm áo cho nó đi. Vâng vâng. Ông cháu đi lên ông tìm cho nó. Ừ. Mình thì làm thì thấy ấm thôi mà trẻ con thì lạnh lắm. Ở đây nương thì toàn đá nhờ. Chú nếu mà chuyển vật liệu là đến cái chỗ điểm trường này à? Vâng. Cái chỗ đấy là điểm trường Khâu Lan đấy đúng không? Đấy là điểm trường cấp 2, là điểm trường cấp 1 đấy. À điểm trường cấp 1 à. Chút nữa thì chúng sẽ cùng với lại em Quỳnh đi xem cái con đường đấy xem như nào. Đấy, để chúng sắp tới này ngày mai ngày kia thì sẽ tiến hành chở gạch với lại chở cát lên cho gia đình em Quỳnh trước. Tranh thủ chuyển vật liệu vào trong nhà em Quỳnh, không sợ là trời mưa xuống thì sẽ không có thể chuyển được vật liệu ở trên con đường này. Bởi vì con đường này thì chủ yếu là đường đất thôi. Mà đến tầm khoảng 3 đến 4 tháng nữa là đến mùa mưa rồi. Mà đến mùa mưa thì không có thể là chuyển được vật liệu, mà cũng không có thể là xây nhà được. Vâng. Nếu mà ở dưới kia lên thì chở chắc chỉ được 1 bao xi thôi nhỉ chú nhỉ. Chứ còn chở tầm 2 bao thì xe chắc là không lên nổi. Vâng. Xe vùng cao này toàn này xe rách nữa thì chắc 1-2 chuyến mà lý đâu đi hết mà. Vâng. Không lên rồi. Ở đây là mọi người đây là đều anh em trong nhà hết à? Mấy hộ gia đình ở trên này à chú? Vâng. Đây là con dâu của nhà chú. Vâng. Đây cũng con dâu của nhà chú, đây là gái chú. Kia là bà xã ở nhà. Còn đây là bà thế à? Cha con dâu nhà bác trai. Vâng. À. Đi từ từ thôi, đấy, ngã rồi kìa. Đứa này là hay ở cùng với lại chú nhỉ? Vâng. Nhà chú là ở bên kia đúng không? Vâng, vừa rồi thấy em Quỳnh em mới chỉ ở bên kia. Ở chỗ này có nhìn thấy không, chú? À, chỗ này không nhìn thấy nhà. Vâng. Chú là bố của em Quỳnh nhỉ? Còn mẹ của em Quỳnh là ở bên dưới kia đúng không? Em gái của Quỳnh là ở em gái của Quỳnh là ở dưới đây. Vâng. À, chú năm nay là 54 tuổi à? Vâng. Chú bây giờ là bị bệnh gì ấy chú? Bị bệnh đa khớp được hơn chục năm.
năm nay mà. À, chú bị bệnh khớp à? Ừ. Vâng. Cháu nghe em Quỳnh em mới kể qua về chú rồi. Ừ. Hôm nay cháu cũng gặp chú lần đầu tiên ấy. Nằm viện như nằm ở nhà mà. Vâng. Cho về Hà Nội thấy sướng thì mình cũng hoàn cảnh. Vâng ạ. Bị bệnh tật thì tốn kém lắm chú ạ. Với lại sức khỏe thì ốm yếu. Bố cháu cũng vậy mà. Bố cháu năm nay là 64 tuổi. Vâng, bố cháu cũng bị bệnh ấy. Vâng. Đấy, ở trên này gió to nhờ chú nhờ. Trời gió như này là không sợ mưa chú ạ. Gió như này chỉ có là lạnh thôi. Đấy giống ngô đây à chú. Trồng ngô nếp ấy. Ngô trắng là ngô tẻ rồi chú. À ngô này ngô tẻ đấy à. Cháu tưởng là ngô nếp. Vâng. Càng lên trên cao là gió càng to. Đi thôi, đi thôi. Đấy, nổi hết da gà lên rồi đấy. Ở xung quanh đây đều mấy hộ anh em ở trong nhà ấy nhỉ chú nhỉ? Vâng, à, nhà anh trai là ở dưới này. Anh trai của em Quỳnh ấy. Đấy, còn ở bên đấy là nhà của bác đúng không? Vâng. Vâng. Nhà anh trai của em Quỳnh đấy là cũng đi làm nhỉ? Chú. Vâng. Giờ chúng cũng đang đến nhà của em Quỳnh rồi. Đấy. Nhà của em Quỳnh này là hỏng hết rồi. Đấy, tường nứt hết rồi. Đấy. Nhà này mà đến mùa mưa là ở là rất là nguy hiểm, không dám ở đâu. Vâng. Cháu sợ là cái chỗ mà tường đất này này. Đấy, đến mưa to về là dính nước là cái tường này hay bị bở lắm. Cái này là cứ mùa mưa vào phát thì nó bở cái đất này là không không. Không sống nổi, vất vả quá. Vâng. Ừ. Khỏe thì lại quyết tật nữa. Vâng ạ. Thiệt về những người khó khăn, nhiều vâng. Tiền. Vâng. Cháu nhau ngồi với cháu này. Vâng. Cái thay đổi mình ăn đi. Vâng. Cái thay đổi mình ăn đi. Đấy, cái chỗ này thì bàn tay chui qua còn được này. Vâng. Đấy. Ôi này nó thế. Đấy, cho mẹ mặc áo ấm vào. Không trời lạnh lắm. Mạnh. Đi theo mẹ làm nương sao được. Cho nó ở nhà thôi. Ở kia gió quá. Ở bên nhà nó ở cùng ông mà, ông bảo là ông sang bên này xem. Vâng. Ừ. Cho ông sang bên này, chỗ nào cũng nhà, chỗ này ở một tí, chỗ kia ở một tí. Vâng. Như chú này cũng nên vận động ấy chú ạ. Chứ vâng. Ngồi ở một chỗ cũng mệt mỏi lắm. Chú được 3 năm gọi là chú đi không được nữa, chú ngồi hẳn xuống đi trong lễ. Vâng. Ngồi. Bố cháu bây giờ cũng vận động sức khỏe mà. Ừ. Vâng, cũng đi đi lại cũng làm việc ấy. Bởi vì bố cháu cũng bị bệnh hiểm nghèo. Ừ. Vâng ạ. Vừa mới đi xuống dưới Hà Nội về, máy cũng uống thuốc nam cũng đang khỏi được một thời gian. Vâng ạ. Vâng. Dễ là em Quỳnh buổi chiều mới thả em. Vâng. Bởi vì là trước nhà Trung cũng nuôi rất là nhiều dê. Chủ yếu là thả buổi chiều thôi. Thả một lúc tầm khoảng 2-3 tiếng. Đấy, chứ thả cả ngày thì sợ dê đi xa.
Lại dê này ăn cũng ít thôi. Nhà em Quỳnh này ít nước xay thì rất là tiện rồi. Cái thứ nhất thì vật liệu ở đây cũng có sẵn rồi. Có sẵn đá hộc này để xây móng rồi. Đấy, đỡ đi rất là nhiều chi phí rồi. Cũng như là công vận chuyển. Em Quỳnh ơi, ra đây anh hỏi chút. Ở trên này thì nếu mà vật liệu ấy như chuyển gạch bi này và chuyển cát này, chắc chắn là chuyển gạch bi thì tính theo viên rồi, và chuyển cát thì chắc chắn là tính theo khối. Thì ở trên này bình thường thì mọi người ở trên này thuê là như nào? Trên này thuê vẫn thuê, nhưng mà em vẫn chưa hỏi, em vẫn chưa biết là nó chở một khối bao tiền. Nếu mà gạch thì như nào? Gạch thì chắc là 1.000 một viên. Có 1.000 là một viên gạch, coi như là trở về đến đây. Anh đang tính là cái phần vật liệu nhà em ấy thì có khả năng ấy, trời khô thì ngày mai anh sẽ trở lên. Đấy, thì chút nữa thì anh sẽ cùng với em đi xem con đường từ đây lên trên điểm nhà trường đấy và cái chỗ đổ vật liệu. Nếu mà vật liệu đổ trên đấy là em có anh em quen ở đấy thì? Vâng, có người quen đấy. Không sợ bị họ trộm đâu gì em? Không sợ đâu. Tối mình lên ngủ trên đấy trông vẫn được. Tối lên ngủ trên đấy á? Thế thì anh chở vật liệu lên cũng tạm thời anh cũng đi tìm người chở vật liệu cho em. Tức là em không phải chở vật liệu nữa. Bởi vì là tay của em như thế này thì không có thể là chở được vật liệu. Đấy, chở nhiều thì rất là vất vả cho em và tay của em thì rất là đau. Đấy, nhá. Còn cái phần gạch thì biết như vậy rồi. Còn phần cát thì em hỏi xem ở trên này lấy khối như nào. Mà ở trên này có người chuyển không? Hay là để anh tìm bà con đấy, tìm mọi người ở dưới bản Núng Cáo với Núng Buông lên đây chuyển cho. Trên này thì người thì vẫn có, người ta vẫn hay hỏi em có thuê không, nhưng mà em lại không biết được chở bao nhiêu. Em chỉ bảo là nếu mà chở thì chắc là em không có bằng để tiền để thuê gì. Bởi vì là em sáng nay đấy thì anh cũng có điện cho anh Vàng thợ xây rồi. Anh Vàng vừa rồi lên đây 2 lần đấy. Anh ấy nói rằng là anh ấy bây giờ cũng không có việc mấy, là anh ấy muốn là nhận cả phần chở luôn. Thế thì anh cũng muốn tạo công việc cho bên anh em ở dưới Núng Cáo. Thế thì chưa em thử hỏi xem ở trên này thuê như nào nhá. Em Quỳnh nhá. Bây giờ nhà em trước tiên thì cứ chuyển gạch này với lại chuyển cát trước. Đấy, còn hôm nào sắp xây ấy thì sẽ chuyển xi măng lên sau. Đấy, bởi vì là xi măng thì nói thật sự là chuyển lên trên này bây giờ trời cũng chưa biết được như nào. Đấy, sợ trời mưa xuống thì bên anh Vàng chưa xây được kịp thì sợ là để xi măng lâu về lại hỏng. Đến chiều em hỏi xem trên này chở một khối bao tiền. Xong em gọi cho anh. Tạm thời thì cứ chuyển gạch với cát về tập kết ở đây đó. Cho bên anh Vàng ấy chuyển thì anh ấy có thể là chủ động xếp được gạch ở chỗ nào, ít nữa anh ấy xây thì anh ấy có thể là tính được dễ hơn. Bởi vì là bây giờ trở lên làm nhà em này thì anh cũng hỏi qua bên anh Vàng xem ấy làm nhà như này thì mất tầm khoảng bao nhiêu gạch này hay bao nhiêu cát này cho anh ấy tính thì anh sẽ trở lên. Hiện tại thì anh cũng nhận thêm được 11.600.000. Ngày hôm qua là cô Tuyết để tiếp tục gửi cho gia đình nhà em. Với số tiền đó tổng là bây giờ anh nhận cho gia đình nhà em là 44.600.000 rồi. Và cô Tuyết có gửi riêng cho em là 5 triệu. Thì 5 triệu đó thì bây giờ là vào trong nhà, có cả bố của em cũng ở nhà rồi, vào trong đây uống nước thì anh sẽ bàn giao số tiền cho gia đình nhà em nhá. Một lần nữa thì chúng xin được cảm ơn cô Tuyết và cô giáo tên ở bên Mỹ rất là nhiều, luôn quan tâm và giúp đỡ gia đình nhà em Quỳnh. Và qua đây thì chúng cũng rất là mong được sự quan tâm
của các nhà hảo tâm và mạnh thường quân trong và ngoài nước để giúp đỡ thêm kinh phí để cùng chung giúp đỡ gia đình nhà em Quỳnh lập một ngôi nhà cho em Quỳnh để ngôi nhà được khang trang, hoàn thiện, đẹp hơn. Đấy. Còn bây giờ là số tiền đáng nhận được có 44.600.000 thôi. Em Quỳnh thì cũng đã đào hết đằng sau tà lý này ra thôi. Đào hết đá ra thôi. Đá này thì em Quỳnh cũng xếp gọn ở đây thôi. Để ít nữa xây móng thôi. Chú vào nhà uống nước chú. Ăn hết bánh kẹo rồi à hả? Này em Quỳnh ơi, lấy cho nó này. Đấy. Đấy, thích ngay mà. Có bánh kẹo ăn là cười ngay, không có bánh kẹo là lại khóc đấy. Cháu mời chú uống nước nhá. Em Quỳnh nước đi. Em uống nước em ơi. Em Quỳnh ơi thì bây giờ có cả bố ở đây nữa thì anh cũng bàn giao gửi lại cái số tiền hôm qua cô Tuyết chuyển cho anh 5 triệu chuyển cho gia đình em nhá. Cái số tiền 5 triệu này là cô Tuyết cho em thôi. Đấy, chứ không phải là cho về vấn đề làm nhà hoặc là làm cái gì đó cho em để tiêu đi mua đồ cái gì đó là việc của em nhá. Cảm ơn đây. Cô Tuyết và cô 1 triệu này. Giấu tên ở Mỹ nhiều. Đã giúp đỡ gia đình em nhiều. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 triệu này. Đấy, 5 triệu em đếm đi. Cảm ơn nhé. Tiền của cô Tuyết đấy. Vâng. Ngày hôm qua cô ấy giúp tiếp 500 đô. Đấy, 11 triệu 600 nghìn. Đấy, đợt đầu tiên thì cô ấy giúp 22 triệu rồi. Cô Tuyết thì giúp em Quỳnh rất là nhiều. Vâng, cô Tuyết thì giúp nhiều, giúp từ trước rồi. Vâng. Đấy, chú đếm xem đủ 5 triệu cho chú. Vâng. Cảm ơn cô Tuyết đã cảm ơn cháu thầy giúp nhiều lắm rồi. Vâng ạ. Thầy giúp được bằng này thì cảm ơn rất nhiều. Vâng. Đấy, em này có muốn nói gì với cô Tuyết không? Gia đình em cũng rất cảm ơn cô Tuyết nhiều. Cô Tuyết với lại cô giáo tên ở Mỹ giúp đỡ gia đình. Cảm ơn nhiều. Vâng. Anh uống nước. Em uống nước đi. Ê, hôm nay cả gia đình chắc cả trái hết chỗ ngủ đấy, chắc mất một ngày nhỉ? À, hôm nay là một ngày chứ chắc đã hết. Cháu lên thì nhìn thấy hẳn một nửa tải giống đấy mà. Vâng. Chú nhở, nếu mà tính ra ấy, nếu mà chuyển một cái viên gạch đi về đến đây cũng phải rơi vào tầm khoảng 4.500-5.000 nữa nhỉ chú nhở? Vâng. Vâng. Vật liệu ở trên này rất là đắt. Vâng. So với bản lúng cáng với lại bản lúng buông ở dưới kia thì nó tiện đường, nó rẻ hơn. Vâng. Nó gần chỗ vật liệu hơn. Ở đây rất là xa. Mình từ trên xuống thì nó cũng gần, nhưng mà cái cước nó vẫn thế thôi. Từ nhà cháu lên đây là cả đi cả về là mất tầm khoảng 6-70 cây ấy. Vâng. Đường rất dài. Cháu cũng hỏi qua rồi.
mỗi một viên gạch để mà chở lên chỗ điểm trường đấy là họ lấy tầm khoảng độ 3.800 đến 4.000. Đấy, còn công chuyển vào đến nhà em Quỳnh này nữa, mỗi một viên 1.000 nữa, thế thì rơi vào tầm khoảng 5.000. 5.000 một viên gạch. Nhà em Quỳnh này chắc làm căn theo cái số tiền làm này em Quỳnh ạ. Vâng. Ừ. Tiền có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu nha em nhá. Vâng. Ừ. Tiền có bao nhiêu thì cứ làm cái đấy thôi mà. Vâng. Làm hơn nữa thì cũng không có tiền. Vâng ạ. Vâng. Tôi không có đồng nào mình cũng không biết làm thế nào. Vâng. Có các cô các chị giúp đỡ thì vẫn cố gắng làm. Ừ. Được bao nhiêu thì làm được cái bé bé cũng được. Mầm mầm kìa. Nó đòi uống nước kìa. Nó khăn nước rồi. Chứ nhà em Quỳnh nhà bây giờ nền thấp này đến lúc mà mưa to về trôi hết vào nhà ấy, tràn hết vào ấy này, chỗ này bẩn lắm lúc mà trời mưa ấy nhờ. Ít nữa là làm nhà là có móng cao rồi chú ạ. Bởi vì là xung quanh nhà em Quỳnh này vừa rồi cháu nói rồi, em Quỳnh cua cái tả ly này ra thì cháu bảo em Quỳnh để hết đá lại đấy, để làm móng tiết kiệm được bao nhiêu. Bây giờ chỉ có là cát với lại gạch với lại xi măng thôi, tấm lập đấy. Còn cái khung nhà này có cái phần gỗ này này, ít nữa là mình có thể là để làm nhà bếp được thoải mái. Ừ. Tận dụng chú ạ. Vâng. Ở trên gác này còn nhiều ngô không em Quỳnh? Còn ít thôi. Còn ít à? Hôm nào dỡ là phải dọn hết ngô đi nhá. Ừ. Chuyển vật liệu về hết là dỡ đấy. Ừ, khi đấy là em làm một cái nhà bé ở rồi. Khi nào làm xong nhà thì mới có thể là chuyển vào trong nhà to ở được. Hoặc là đi xuống dưới nhà của anh trai ở trước. Chắc là vẫn phải làm cái dựng cái nhà bé để đây. Em thì ngủ đây cũng được, nhưng mà con này, nếu mà lạnh quá thì cho xuống nhà dưới anh trai ở được mà. Nhà dưới đấy rộng. Chuyển vật liệu lên rồi thì mình cứ phải đây để mình trong vật liệu đêm hôm ngày. Vâng. Sẽ lên cái gạch thì xi cái cát thì cũng chả sao đâu. Vâng. Đấy, cháu đang lo luôn đấy, cháu cũng hỏi em Quỳnh rồi. Vật liệu thì cháu trở lên cháu đổ ở trên đấy, có anh em trên đấy thì tốt không? Cháu sợ là mỗi khối cát ở đây thì rất là đắt, cả vật gạch nữa, cháu sợ là để ở trên đấy mất đấy. Đấy. Thế là cháu cũng phải hỏi ở bên dưới đấy xem bên anh em chuyển được thì cháu mới trở lên. Còn không thì trở lên đổ đấy lâu cũng vất vả, em Quỳnh đi lại xem ấy. Vâng. Ở trên này cũng có anh em ở dưới mình nhờ nó xong là mình cho vào đầu nhà nó cho mình đến bạt phủ đây. Vâng, phải có bạt em Quỳnh ạ. Hết tiền của em đi mua một cái tấm bạt về che gạch với lại che cát vào nếu mà anh trở lên đấy nhá. Còn anh trở lên thì em cứ lên trên đấy nhận vật liệu nhá. Em Quỳnh à, ở trên này là em có gỗ không? Làm xà này. Nếu mà ít nữa xây nhà ấy. Trên này không có gì. Trên này không có gỗ à? Ừ. Trên này hết gỗ rồi, còn nhưng mà còn xa lắm. Tít bên kia mình đi xẻ về thì lại mất được thời gian. Ừ. Thế người ta cũng không cho xẻ gỗ nữa. Ừ. Cấm máy. Đấy, lại khóc rồi. Thế bây giờ là này phải là ít nữa phải mua sắt hộp rồi. Với lại mua tấm lập rồi. Còn cái tấm lập này chắc là không nên lập rồi. Tấm lập này chủ yếu là ít nữa là dỡ xuống xong xếp để ít nữa mình có thể là lập nhà bếp này. Với lại lập công trình phụ này. Đấy. Nếu mà cái vật liệu đấy mình trở về cát với gạch mình trở về mình đổ trong nền này luôn hay là để cát thì em cứ tìm cái chỗ nào ở bên cạnh nền này, chỗ nào bằng thì em để vào đấy. Còn gạch thì em có thể là để ở bên ngoài kia. Để tìm cái chỗ nào bằng thì em để được ở đấy. Đấy, gạch thì trời mưa xuống không trôi đi được, còn cát thì em phải để chỗ bằng. Không trời mưa xuống lại trôi đi hết bởi vì cái địa hình chỗ nhà em nên thì rất là dốc em ạ. Ừ. Có gì đó thì anh sẽ liên lạc với lại bên anh Vàng. Đấy, nếu mà anh Vàng
với lại anh em ở bên Lũng Cáng không nhận được thì em sẽ tìm người trên này. Đấy, thì cho anh em trên này chuyển cũng được nhá. Bởi vì là anh muốn là bên anh Vàng chuyển thì anh Vàng có thể là sắp xếp được cái chỗ để để ít nữa anh ấy xây thì nó sẽ dễ hơn. Chú uống nước đi chú ơi. Hôm nay cháu lên mới nhìn thấy là em gái của em Quỳnh ấy. Mọi lần cháu lên đây không thấy đâu. Vâng. Thế em đấy bây giờ còn đi học không chú? Nó không đi rồi vì chú có cái bệnh này thì nó bảo thôi không đi nữa. Để phụ mẹ không là giúp bố được ít nào ít đấy cũng cho nó đi học nữa thôi không đi nữa. Vâng. Nhà hoàn cảnh khó khăn quá rồi ông thì suốt ngày bệnh tật này nó không đi nữa. Các thầy cô nó cũng đến đón mấy lần rồi. Bảo thôi không đi nữa. Em ấy học đến lớp mấy là nghỉ? Nó hết lớp 8 rồi mà bước sang lớp 9 là nó nghỉ. Thế bố bệnh tật nhiều quá nên là nó không bảo là thương bố nó không đi nữa. Vâng. Thì cầu bời nhiều thì kệ bố khác lo. Đằng nào bố cũng bệnh rồi thì nó bảo mình cũng không được. Vâng. Và có nhiều đêm hôm về thì còn lại đi viện này nọ nữa. Đi em đấy là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bước vào 19 tuổi. 19 tuổi rồi. 19 tuổi thì chuẩn bị lấy chồng được rồi. Vâng. Tầm tuổi lấy chồng rồi. Vâng. Nó cũng khi mà không thích đi lấy chồng thấy bố vất vả quá đấy, vất vả thương bố quá mà không thích đi lấy chồng là đến giờ nó đi nó cắt đi nó cũng không thể ở mãi đâu. Vâng. Ai thì lúc nào đến tuổi tác nó đến nó phải thương bao nhiêu nó cũng phải như thế. Vâng đúng rồi. Vâng, đến tuổi là phải đi lấy chồng thôi. Thì bây giờ thì chúng sẽ cùng với lại em Quỳnh đi xem con đường vận chuyển vật liệu ở dưới nhà em Quỳnh lên điểm trường cũng như là xem chỗ đổ vật liệu. Chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở tập sau để khảo sát con đường. Chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.